các em, hôm nay chúng ta bước vào một tiết khoa học hết sức thú vị. Trước khi bắt đầu tiết học, cô mời các em cùng cô hướng lên màn hình nhé. Trước khi vào bài học mới, cô mời lớp chúng ta tham gia trò chơi thử tài trí nhớ. Yêu cầu của trò chơi là các em phải quan sát đoạn phim thật nhanh và chính xác, nêu tên các đồ vật có trong đoạn phim và theo em, đồ vật nào có tác dụng thắp sáng. Vậy theo em, các đồ vật nào sử dụng năng lượng điện trong đoạn phim vừa rồi nè? Đúng rồi, đó là xe đạp điện, bóng đèn, đèn pin, nồi cơm điện và máy bay. Vậy trong năm đồ vật đó, theo em, đồ vật nào có tác dụng thắp sáng? Hoàn toàn chính xác, đó là bóng đèn và đèn pin. Vậy bóng đèn muốn phát sáng được nhờ điện lấy từ đâu nè? Đúng rồi, bóng đèn muốn phát sáng được đó là nhờ điện lấy từ nhà máy phát điện đến các hộ gia đình. Thế còn đèn pin có sử dụng nguồn điện như bóng đèn không các em? À không, đèn pin sử dụng nguồn điện lấy từ pin mà các em vừa xem trong đoạn clip vừa rồi nhé. Trước cô đã dặn các con chuẩn bị một bóng đèn, hai sợi dây điện dài 15 cm và một cục pin đại. Các con đã chuẩn bị chưa nè? À, vậy thì làm sao mà với bóng đèn, cục pin đại và hai sợi dây điện dài 15 cm, các con có thể giúp cho bóng đèn này sáng được? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay, đó là bài lắp bật điện đơn giản. Mục tiêu của bài học này các con cần biết. Thứ nhất, đó là biết sử dụng pin, bóng đèn và dây điện để lắp được mạch điện đơn giản. Thứ hai, lắp được mạch điện đơn giản đúng yêu cầu kỹ thuật. Thứ ba, giúp các con biết tự tin, thích tìm tòi và đảm bảo an toàn khi thực hành. Chúng ta cùng tham gia bài học nhé. Hoạt động 1, chúng ta sẽ thực hành lắp mạch điện đơn giản. Trước tiên, các em sẽ tìm hiểu cấu tạo của cục pin. Các em hãy quan sát kỹ cục pin rồi nêu đặc điểm và các ký hiệu có trên thân pin. Phần nhô lên ở phía trên chính là cực dương, ký hiệu dấu cộng. Phần bên dưới là cực âm, ký hiệu dấu trừ. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cấu tạo của bóng đèn pin. Nhiệm vụ của các em là quan sát thật kỹ bóng đèn. Theo em, đâu là dây tóc, đâu là núm thiết? Các em cùng quan sát nhé. Đây là hình vẽ lại chiếc đèn pin. Đây chính là dây tóc. Đây là núm thiết. Còn đây là gì các em? Đuôi đèn. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cấu tạo của dây đồng bọc vỏ nhựa. Đây là hai sợi dây đồng bọc vỏ nhựa màu hồng và màu xanh. Phần vỏ nhựa màu hồng và màu xanh chính là phần cắt điện. Còn phần dây đồng nằm bên trong vỏ nhựa màu hồng và phần dây đồng nằm bên trong vỏ nhựa màu xanh chính là phần dẫn điện. Các em hãy quan sát cách lắp mạch điện đơn giản. Phải lắp như thế nào thì đèn mới sáng đây? Và câu trả lời là phải lắp thành một mạch kín để dòng điện từ cực dương của pin qua bóng đèn đến cực âm của pin thì đèn mới sáng. Vậy bài học ngày hôm nay chúng ta học được là gì nè? Pin chính là nguồn cung cấp năng lượng điện làm sáng đèn. Mỗi pin có hai cực, một cực dương ký hiệu dấu cộng và một cực âm ký hiệu dấu trừ.
Bên trong là bóng đèn là dây tóc. Hai đầu dây tóc được nối ra bên ngoài. Dòng điện chạy qua dây tóc của bóng đèn làm cho dây tóc bị nóng tới mức phát ra ánh sáng. Bây giờ, các bạn hãy cùng cô tham gia trò chơi Ai nhanh ai đúng để kiểm tra lại cấu tạo của từng bộ phận của bóng đèn, pin và dây dẫn trong một mạch điện đơn giản nhé. Nào, chúng ta cùng tham gia trò chơi. Số 1 chính là cực dương. Số 2 dây tóc. Số 3 dây điện. Số 4 núm thiết. Số 5 cực âm. Số 6 đuôi đèn. Giỏi lắm các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua hoạt động 2, thực hành kiểm tra mạch điện. Các bạn quan sát hình và kiểm tra xem các mạch sau là kín hay hở nhé. Nhiệm vụ của các em là quan sát các hình vẽ mạch điện dưới đây A, B, C, D và E. Theo em, trong các hình này, hình nào bóng đèn có thể sáng? Hãy ghi dự đoán vào nhé. Hình A, đèn sáng. Vì sao vậy? Dòng điện được nối từ cực dương của pin đến bóng đèn qua cực âm của pin. Như vậy đây là mạch kín nên đèn sáng. Hình B, dòng điện nối từ cực dương của pin đến bóng đèn và không qua cực âm của pin. Như vậy mạch hở thì đèn có sáng không các bạn? Hình C, dòng điện đi qua cực dương của pin, qua bóng đèn, đến cực âm của pin. Tuy nhiên, mạch hở vì cực dương của pin không được tiếp xúc với bóng đèn, do vậy đèn không sáng. Còn hình D, đèn sáng vì dòng điện đi qua cực dương của pin, đến bóng đèn và đến cực âm của pin tạo thành một mạch kín nên đèn phát sáng. Các bạn đã học tập rất tốt, biết cách lắp mạch điện đơn giản và biết phân biệt đâu là mạch kín giúp đèn sáng và đâu là mạch hở do đó đèn không được thắp sáng. Để tốt hơn nữa, cô sẽ thưởng cho các bạn đoạn video clip về thực hành hướng dẫn lắp mạch điện đơn giản giúp đèn sáng. Nào, các bạn hãy quan sát và bắt tay vào việc lắp mạch điện đơn giản nhé. Hôm nay mình sẽ thực hành cho các bạn xem để lắp mạch điện đơn giản của lớp 5, bài 4647. Hôm nay mình sẽ mình đã có một cái nguyên liệu là pin con thỏ. Đây nè, con thỏ. Rồi bây giờ là mình có một sợi dây đồng. Và mình đã nhờ người lớn cắt ra. Nếu như mình tự làm thì sẽ nguy hiểm lắm. Mình nhờ người lớn làm cái này nè, cắt sợi dây đồng ra. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một cái dây màu đỏ. Rồi. Rồi thì có một người giúp mình. Rồi. Còn sợi dây còn lại. Còn đó chính là sợi dây cùng loại, mình sẽ để ở đây. Còn bạn giúp mình thì để nó dùng sợi dây chụp dây thằng con đây. Bây giờ sẽ để ở đây. Đỏ ra kia, đỏ ra đỏ ra chị, đỏ ra kia, bạn thấy không? Làm như thế không khó, làm một mình mới khó, chỉ cần hợp sức lại chúng ta sẽ làm được. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy thực hành lắp mạch điện đơn giản và liên hệ bản thân, gia đình đã làm những việc gì để sử dụng điện an toàn và tiết kiệm nhằm chuẩn bị cho bài sau. Đó là bài
an toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện. Cô chào tạm biệt các em.